Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series Sát Thủ Thời Vụ nha. Thì ở tập này, mình có một nhiệm vụ phải nói khá là quan trọng các bạn. Nhiệm vụ của mình ở tập này đó chính là mình sẽ đi ám sát một băng đảng phải nói khá là lớn ở trong thành phố này ha. Và băng đảng này có tên là... Một chút nữa mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi nhận vũ khí ha. Ơ anh trai này, giờ làm việc mà không chịu làm việc các bạn ơi. Anh trai này đang ngủ trưa à? Anh trai ơi, ngồi dậy làm việc đi anh trai. Hello. Hú hú. Rồi luôn các bạn ơi, anh trai này đúng lười luôn ha. Giờ làm việc không chịu làm việc đâu, nằm đó ngủ trưa. Ơ, tìm tập quá đâu ta? À, ở dưới đây các bạn ơi. Chán thật sự luôn á. Chỗ này mình đi vào đây, mình lấy vũ khí mấy lần rồi các bạn, mà mình toàn quên không à. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình nhận vũ khí ha. Rồi, leo lên. Bắt cua qua đây. Ở cái gì vậy? Bắt cua qua không được hả? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhảy lên nè. Rồi luôn các bạn ơi. Không được thì thôi, bây giờ mình sẽ đi bằng cửa chính nha. Rồi, hello, xin chào mấy anh trai mật vụ. Và em là sát thủ thời vụ đây. Em đi vào đây để em nhận vũ khí ha. Hello, xin chào anh trai. Vũ khí của em đâu anh trai ơi? Rồi, lấy hết vũ khí, mua hết đồ luôn các bạn ơi. Bánh kẹo, nước ngọt, tùm lum tà la luôn. Để mình kiểm tra thử vũ khí của mình ha. À rồi các bạn ơi, súng lục mình có 2 cây, súng tầm gần 2 cây, súng bắn trường, lộn, súng trường 2 cây, xịt gân. Để mình xem thử các bạn ơi, cái gì vậy? Bấm nhầm tùm lum tùm la, xịt gân có 2 cây luôn. Vũ khí cận chiến mình có 4 món nha các bạn. Wow, có cả cây rìu bổ giặc luôn các bạn. Đấy các bạn, cây rìu này á là hơi bị VIP nha. One hit đó các bạn ơi. Gõ một phát một thôi, đi gặp ông bà như là chơi ha. À, mình quên giới thiệu với các bạn chỗ này. Đây các bạn nhìn nè. Chỗ này á, nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ tưởng đây là một cái tiệm tạp hóa nha. Nhưng mà không phải các bạn. Chỗ này là dành riêng cho những sát thủ ngầm nè, sát thủ thời gian nè, rồi mặc vụ vào đây để nhận vũ khí, để làm nhiệm vụ nha. Người bình thường đi vào không được đâu các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi đến một cái điểm tiếp theo để mình nhận xe nha. Chỗ này thì không có xe cho mình mượn rồi các bạn ơi. Điểm tiếp theo mà mình nhận xe đó cũng chính là một cái tiệm tạp hóa nha. Để mình xem thử nè các bạn. Hả? Ở tận phía tới đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mượn xe của mọi người để mình đi nha. Chứ mình chạy bộ chắc thấy sáng quá. Hello, xin chào mấy anh trai. Rồi luôn các bạn ơi. Thôi mà, thôi mà, thôi mà. Em đùa với mấy anh trai một chút cho vui thôi. Mấy anh trai đừng đùa cho đánh em nha. Sao anh trai? Anh trai vẫn muốn đuổi theo đánh em hả? Tới công chuyện anh trai liền luôn đó. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ mượn xe của mọi người nha. Mình hù anh trai đó như vậy thôi các bạn, chứ mình hèn lắm. Mình không có dám làm gì mọi người đâu. Rồi bà chị ơi, bà chị cho em mượn xe nha. Rồi các bạn, có xe rồi, có xe rồi. Wow, xe này hình như là xe đua hay sao đó các bạn ơi. Chạy khá là dữ luôn ha. Đây các bạn nhìn nè. Ui, tăng tốc phải nói khá là khủng khiếp luôn các bạn. Rồi tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Wow, ở phía bên đây mình lại thấy thêm một chiếc xe độ nữa các bạn. Đấy các bạn nhìn nè. Chiếc xe độ này trông khá là ngầu ha. Wow, các bạn nhìn nè, bóng đèn phía trước. Sao dán băng keo rồi? Dán băng keo như vậy thì buổi tối chạy sẽ làm sao mà thấy đường được. Để mình chỉnh thử buổi tối nha các bạn. À thôi, mình mở đèn luôn. À, đối với các bạn vẫn thấy đường bình thường nha. Ngầu đó, ngầu đó. Con xe này á, mà đem đi đua là hơi bị chắc này các bạn. Rồi mọi người, có ai muốn đua xe với mình không? Mình thấy ở đây hình như là có chiếc xe này nè các bạn, là chiến nhất luôn đó. Đó, con xe này chạy hơi bị dữ nè. Rồi mọi người, có ai muốn đua xe với mình không? Có ai muốn đua xe với anh Bao Báo Gờ Mi không? Đốt lốp y chang thật luôn các bạn. Đó, 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 đó. Mọi người đua xe với mình nè mọi người ơi. Ơ chán vậy. Rồi, anh trai kia chắp mình trước rồi các bạn ơi. Tăng tốc, tăng tốc. Ui, con xe này mình thấy xe độ các bạn. Nhưng mà tốc độ nó tăng tốc phải nói khá là chậm luôn ha. Xe này là xe độ kiển rồi các bạn ơi. Độ cho người ta nhìn vào người ta trầm trồ khen như vậy đó các bạn. Chứ tốc độ tăng tốc của nó khá là yếu ha. Chậm lắm các bạn ơi. Thua cả con xe kia nữa. Vậy mà mình tưởng đâu VIP Pro lắm chứ. Không ngờ khá là bình thường luôn. À, đây chính là con xe của mình này các bạn ơi. Con xe này là con Ford F150 ha. Khá là ngầu luôn các bạn. Phiên bản Raptor luôn. Chỉ có hai cửa thôi các bạn ơi. Ui,
Đã dữ vậy ta. Sát thủ thời vụ ngày hôm nay có một con xe phải nói khá là ngầu hả các bạn. Mà màu này là màu gì ta? Hình như là màu xanh các bạn, nhưng mà không phải là màu xanh lá nha. Bởi vì xanh lá là xa lánh đó các bạn. Màu xanh này hình như là màu xanh đậm, màu xanh trầm nha các bạn. Hello, xin chào mọi người. Mọi người có một em cúm husky đẹp đó. Được rồi các bạn ơi, đi làm nhiệm vụ thôi. À mình quên, nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó chính là mình sẽ đi ám sát băng đảng của mấy khứa thằng bài ha. Đây các bạn nhìn nè, đại bản danh của mấy khứa thằng bài nha. Có tên là The Diamond Casino and Resort. Wow, khu nghỉ mát với lại là chỗ đánh bài luôn các bạn. Khá là rộng lớn ha. Được rồi, mấy khứa thằng bài này ngày hôm nay tới công chuyện với mình luôn. Này thì đánh chiếm địa bàn nè, tấn công cảnh sát nè, tấn công cái mặc vụ luôn hả? Ngày hôm nay gặp sát thủ thời vụ là phải tắt đèn thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra đây để mình đổi phương tiện nữa nha. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ ám sát kiểu khác nha các bạn. Mình sẽ ám sát theo kiểu cận chiến ha. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng súng lục nè, sực găng nè, với lại là vũ khí cận chiến nha. Cái nào xài được thì mình sẽ hết các bạn. Lần này thì mình sẽ tấn công từ ở phía nóc nhà xuống nha. Rồi lại đây đổi thiết bị bay thôi các bạn. Ui không ổn rồi các bạn ơi, chỗ kia có hai khứa thằng bài đã phát hiện ra cái thiết bị bay của mình rồi. Mình cần phải lấy cái thiết bị bay đó, rồi sau đó mình sẽ bay đến cái nóc nhà, rồi mình đáp xuống từ từ nha các bạn. Mình tấn công từ phía trên xuống luôn. Nhưng mà vậy thì có vẻ hơi bị căng này các bạn. Mấy khứa thằng bài đã phát hiện ra cái thiết bị bay của mình rồi các bạn ơi. Làm sao bây giờ đây ta? Mình không biết là mình có súng nhắm hay là không nữa. Để mình kiểm tra thử nha các bạn. Rồi luôn, không có súng nhắm rồi. Anh trai kia quên cung cấp súng nhắm cho mình nha các bạn. Tuy là ngày hôm nay nhiệm vụ của mình chủ yếu là mình sử dụng vũ khí cận chiến nha, nhưng mà có súng nhắm á, đôi khi phòng hờ những trường hợp như vậy nè các bạn, thì phải nói khá là hiệu quả luôn ha. Rồi, mát cốp. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng Barrett này, mình sẽ bắn tỉa nha các bạn. Không biết là chỗ đó có mấy tên thanh niên đây. À, hai thanh niên luôn các bạn ơi. Hình như thanh niên này đang phá hủy cái thiết bị bay của mình nha các bạn. Rồi, bắn nè. Headshot nha, headshot nha. Headshot nha, trúng không ta? À, được rồi các bạn ơi. Một mũi tên trúng hai con nhãn nha. Một trái táo đỏ và một trái táo vàng. Headshot, headshot luôn. Rồi, lại đó, đổi thiết bị bay thôi. Bây giờ mình sẽ đậu con xe của mình gần ở đây nha các bạn. Chỗ này mình thấy ổn rồi các bạn ơi. Rồi, đậu xe đây luôn. Mình đảm bảo với các bạn là mọi người không nhận ra xe của mình đâu. Màu của mình là màu xanh lá cây mà các bạn. À mình quên, xanh lá là xa lánh mà. Xanh đậm nha, xanh đậm nha. Ơ được còn gì đây? Mấy anh trai mặc vụ đổ cho mình cái thiết bị bay. Màu phải nói đúng nổi luôn các bạn. Màu xanh nè, với lại thêm màu đỏ của trái cherry nha. Đây các bạn ơi, trái cherry quá chừng luôn á. Chưa làm nhiệm vụ thôi mà mình đã thấy thèm rồi. Rồi bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Cố gắng bay sao đáp chính xác xuống cái nóc nhà nha các bạn. Mình sẽ tấn công từ phía trên xuống. Nhiệm vụ này nó hơi khác các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái bãi đáp trực thăng nha. Chỗ này có không ta? À chỗ này không có rồi các bạn ơi. Tiếp theo là phía đằng kia. Ui, mình thấy rồi các bạn ơi. Ngay chỗ bãi đáp đằng kia có hai chiếc trực thăng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đáp xuống chỗ đó nha. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ, bình tĩnh, tự tin và không cây cú như các bạn. Mặc dù mình lái cái thiết bị bay này phải nói khá là gà mờ luôn á. Ôi, mình thấy ngay chỗ cái bãi đáp trực thăng có một thằng khứa thằng bài các bạn ơi. Rồi đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. May quá các bạn, ngày hôm nay á, mình lái cái thiết bị bay hơi bị rờ quá. Chứ mấy hôm bữa đó, bay sao toàn chú xuống đất không à. À, đây là các bạn ơi, một thằng khứa thằng bài đang nằm ngủ trưa. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho một viên đạn xịt gan nha, cho nằm ngủ luôn. Này nhá, người ta phân ca trực không cho trực đâu. Nằm đó ngủ trưa các bạn, này thì nằm ngủ trưa nè. Thằng khứa thằng bài nè, một viên một, cho gặp ông bà luôn các bạn. Wow, ở phía dưới kia, các bạn nhìn kìa. Hui, đại bản danh của mấy khứa thằng bài hả? Các bạn nhìn nè, khá là rộng lớn ha. Wow, nhìn xịn sao thật sự luôn các bạn. Rồi còn đây là ai đây? Bạn gái của thằng khứa màu xanh lá các bạn. Mấy khứa thằng bài này độc thiệt hèn. Các bạn nhìn nè. Wow, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe các bạn. Cái này thì được nha, cái này thì mình thích lắm luôn đó.
Mình khá là thích mấy cái vụ mà tập yoga nè các bạn, rồi hết đắt kiểu vậy ha. Mình đánh giá cao rồi nha, đánh giá cao đó nha, cho năm sau luôn. Ui các bạn ơi, nhưng mà chỗ này á, canh gác phải nói khá là nghiêm ngặt nha. Các bạn nhìn nè, có cả ống nhòm luôn. Ui ghê như vậy, ở đây cũng có nữa hả? Ở đây cũng có luôn các bạn ơi. Chỗ này canh gác khá là cẩn thận ha. Mình phải cẩn thận hơn nữa các bạn. Nhiệm vụ này hơi bị căng nè. Wow, nằm đây ngủ trưa nghỉ dưỡng quá chừng luôn các bạn. Có cả một cái bể bơi vô cực luôn hả? Xịn sò con bò thật sự luôn các bạn. Đấy các bạn nhìn nè, một cái view phải nói khá đẹp ha. Ngắm cảnh ra ngoài thành phố luôn mới ghê chứ. Wow, đã quá các bạn ơi. Ở đây cũng có thêm mấy khửa thằng bài canh gác nữa nè. À, chỗ này có tên là Diamond Casino and Resort. Mình quên chứ, lúc nãy mình đã giới thiệu rồi các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện nhiệm vụ ám sát nha. Mình sẽ ám sát từ ở phía sau lên trước ha các bạn. Đầu tiên sẽ là khứa thằng bài kia đi. Rồi, nhảy lên nè, nhảy lên nè. Chỗ này làm sao xuống được đây ta? Khá là căng rồi các bạn. À, mình thấy chỗ này có mấy cái cục nóng rồi các bạn ơi. Ui, từ 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 cái gì vậy? Có ai thấy mình không? Ui các bạn ơi, chỗ kia lại có thêm khứa thằng bài đang tập yoga kìa. Đi cũng vậy thôi. Ui, sát thủ thời vụ này làm việc đúng vụng về luôn á. Chả sao đụng vào cái bóng đèn của người ta mới ghê chứ. Được rồi, bây giờ mình sẽ ám sát khứa thằng bài kia nha các bạn. Này nha, khứa thằng bài kia nha. Đâu rồi ta? À mình quên chứ, sử dụng vũ khí cận chiến nha các bạn. Một phát một, cho khứa thằng bài này lên đè luôn. Rồi, thằng khứa thằng bài này nha. Qua các bạn ơi, khẩu súng lục này có tâm luôn nè. Lên đè nha, lên đè, lên đè, lên đè, lên đè, lên đè, lên đè. Ê, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy, cái gì vậy? À các bạn ơi, mấy khứa thằng bài kia vẫn chưa phát hiện ra mình nha. Ơ, khẩu súng lục này bóp dữ vậy ta. Rồi luôn. Mình xài chỉ một lần thôi các bạn, lần sau là mình không xài nữa đâu. Đúng bóp luôn á. Được rồi, tiếp theo sẽ là khứa thằng bài kia đang tập yoga nha các bạn. Mình cho phát một luôn nè. Này thì tập yoga với mình hả? Này thì tập yoga với mình hả? Phát một thôi, phát một thôi, lên đều luôn nha. Ổn đó các bạn ơi, ổn đó các bạn ơi. À, mình thấy chỗ này có mấy camera này các bạn. Rồi, bắn camera luôn. Chuông báo động nè, phá hủy hết luôn nha các bạn. Rồi, chuông báo động nè, chuông báo động nè, ở đây cũng có luôn các bạn ơi. Chuông báo động, camera, rồi phá hủy hết luôn nha. À, chỗ kia mình thấy có hàng khứa các bạn ơi. Hàng khứa kia một thằng thì đang quan sát, còn một thằng thì đang sửa chữa cái gì nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng trường này các bạn. Đây 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 đây. Nhưng mà thôi sao mình thấy nguy hiểm dữ vậy ta? Dường như là tập này mình thấy á, mình sử dụng vũ khí cận chiến này hiệu quả hơn các bạn. Sử dụng súng trường này, súng lục này mình thấy nó cứ sao sao các bạn ơi. Rồi, khứa thằng bài này nha. Đang sửa đúng không? Một phát một thôi, một phát một thôi, hết sọt luôn. Còn khứa kia đang quan sát đúng không? Đang quan sát nè. Từ đây các bạn, chuông báo động nè, camera nào phá hủy hết luôn. Rồi, cho mình nhặt đồ nha. Ơ, cái cửa này mới được à? À, mình quên các bạn, trong đây có hệ thống điện nè, mình chỉ cần bắn vào đây thôi. Là hệ thống camera với lại là chuông báo động, nó sẽ tự động nó ngưng hoạt động nha. Chán ghê luôn á. Rồi, bắn vào những cái hệ thống điện nè, hệ thống điện nè, hệ thống điện nè, bắn cho hư luôn nha, bắn cho hư luôn nha. Làm uổng công mình nãy hả? Mình đi từng cái, mình bắn từng cái các bạn. Chán thật sự luôn á. Bắn vào cái này một cái một thôi, vậy là giải quyết xong hết chuyện rồi các bạn. Tiếp theo sẽ làm mấy khứa này ha. Ui các bạn ơi, có một thằng khứa thằng bài đang làm gì vậy? Rồi rồi rồi, này nha, khứa thằng bài nha, một phát một. Tiếp theo sẽ là khứa kia các bạn ơi. Khứa kia đứng xa quá. Rồi rồi rồi, phía trên đây không có ai rồi các bạn. Khí kia đứng xa quá, bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng nhắm nha. Khứa mà mình đọc khí mới ghê chứ các bạn. Rồi một viên nè. Xiên táo nha bạn, xiên táo nha bạn. Ở đây có ai không? Wow, có một thằng khứa đang tập yoga luôn các bạn ơi. Rồi, chỏng mông nè, bắn vào mông luôn. Rồi các bạn ơi, khá lõm luôn ha. Ui, ở phía trên kia mình thấy một thằng khứa các bạn ơi. Nó đang đứng làm gì vậy? Ui, nó đang đứng quan sát mới ghê chứ. Rồi 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 rồi, khẩu súng trường được không ta? Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Rồi, khẩu súng trường nè, headshot, 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 headshot. Chỗ này, ui các bạn ơi,
Mấy khứa thằng bài đã phát hiện ra mình rồi. Này nha, mấy khứa thằng bài nè, hình như là gần chỗ đó. À, sát bên đó có thêm thằng khứa đang đứng nữa các bạn ơi. Mình quên đi ha. Được rồi, được rồi, được rồi. Mấy khứa thằng bài nè, mấy khứa thằng bài nè, mình đứng ở dưới bể bơi mình bắn nha các bạn. Rồi, mấy khứa thằng bài này nha. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Hồi nãy mình quên. Mình không có nhận mấy cái vũ khí mà lựu đạn với lại là bom khói các bạn ha. Rồi, mấy khứa thằng bài nè, mấy khứa thằng bài nè. Khá là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Rồi, đổi vũ khí, đổi vũ khí, đổi vũ khí. Bắn nè, bắn nè. Ui, mấy cái súng trường này á, bắn nó vướng víu thật sự luôn các bạn ơi. Chắc mình ở tập sau á, chứ mình không sử dụng khẩu súng trường quá. Rồi, 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 đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây. Bắn đau quá các bạn ơi, khá là rác ha. Bắn mình tuột hết cái giáp rồi. Ui, các bạn nhìn kìa. Bạn gái có mấy khứa màu xanh lá bỏ chạy quá chừng luôn. Rồi, rồi, núp ở đây, núp ở đây, núp ở đây. Vũ khí, vũ khí, vũ khí, weapon nè. Rồi, cái này nha các bạn. Lựu đạn nè, bom khói nè, sticky bom nè, đặt hết luôn các bạn ơi. Rồi cái này gì đây? À mình nghĩ như vậy lõm rồi các bạn ơi. Ném 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 ném. Đúng rồi, đúng rồi, chạy tới, chạy tới, chạy tới, chạy tới, chạy tới, chạy tới đi, chạy tới đi, chạy tới đi. Ê cái gì vậy? Ném chỉ được có mấy thằng thôi các bạn ơi. Rồi mấy khứa thằng bài này nha. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy với mình nè, chạy với mình nè. Súng lục bắn cháy quá các bạn. Rồi final hole, hai khứa thằng bài luôn các bạn ơi, hai khứa thằng bài luôn. Final hole đó, nổ nha. Final hole, ném lựu đạn luôn các bạn ơi. Chạy đây với mình nè, chạy đây với mình nè. Đó, một cái lựu đạn sát bơ luôn. Đó đó đó, ngồi về bắn mình đi, ngồi về bắn mình đi. Tiếp theo sẽ là bổ bom cho đánh từ xa nha các bạn. Rồi chạy lại gần đi mấy anh đệ, chạy lại gần đi, chạy lại gần đi. Ở đây nè, hai đệ nữa đúng không, hai thằng đệ nữa đúng không. Ui, bị phát hiện rồi các bạn ơi, chán ghê luôn á. Hả, đừng có nói là chỗ này đường cùng nha. Rồi luôn các bạn ơi, chỗ này đường cùng rồi, làm sao qua phía bên kia được đây. Rồi mấy khứa thằng bài lại đây đi, mình bắn hết luôn nha. Nào lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Một thằng, hai thằng, ba thằng. Ui các bạn ơi, sự găng bắn tầm xa sát thương của nó khá là thấp ha. Rồi thêm khứa thằng bài nè, để mình xem thử đây các bạn. Wow, cái sự găng này mạnh lắm các bạn ơi. À, núp dưới mình nè, núp dưới mình nè, núp dưới mình nè. Khẩu sự găng này mạnh lắm các bạn, mà hồi nãy mình quên á. Ui chạy, chạy đâu, chạy đâu. Hả, ở phía trong đây lại có thêm mấy khứa thằng bài nữa các bạn ơi. Mấy khứa thằng bài này ngày hôm nay đông thật sự luôn á. Rồi lại đây chơi với mình nè. Wow, khu nghỉ dưỡng này nhìn xịn sò quá các bạn ơi. Có cả bể bơi nước nóng nữa nha. Đầy đủ luôn, đầy đủ luôn, không thiếu gì luôn ha. Rồi thằng khứa thằng bài nè, thằng khứa thằng bài nè. Chỗ này thì trước sau gì mình cũng bị phát hiện thôi các bạn. Bởi vì hồi nãy mấy khứa này ở đây sát bên á, với lại là đông lắm nha các bạn. Tụi nó cứ đứng gần 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 nhau không à. Mình bắn trúng chừng người thôi là cũng đủ phát hiện rồi các bạn. Thêm một thằng khứa thằng bài nữa nè. Wow, ở đây đông quá các bạn ơi. Ui, hết đạn, hết đạn. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Rồi, chuyển súng nha, chuyển súng nha. Thằng khứa thằng bài này nữa nè. Tiếp theo sẽ là súng trường nha các bạn. Rồi, 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 rồi. À mình quên chứ, hình như là mình có khẩu súng này các bạn ơi. Toàn bộ là gắn thiết bị giảm thanh nha. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui, bắn gì kỳ vậy. Bắn sao mà khứa thằng bài này vẫn còn chịu được nha các bạn. Đau, 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 đau. Đau mấy khứa thằng bài ơi, đau, đau nha. Được còn đau nữa không, được còn đau nữa không. Phía tên kia. Đổi xuống luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cầm súng trường ha. Để mình xem thử đây các bạn. Khu vực này ly hết chưa ta. Ui, hết hồn luôn các bạn ơi. Mình vừa chạy lại, khứa thằng bài đó cũng chạy lại luôn nha. Rồi, bạn gái của khứa màu xanh lá đi về nhà đi. Chạy vòng vòng hoài à, chóng mặt ghê luôn á. Đây là các bạn. Ui, chỗ này đông như vậy. Thằng khứa thằng bài nè. Bây giờ là mình sẽ chơi kỹ năng lựa rau gấp thật nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Mình sẽ bắn sao mà cho không trúng bạn gái của mấy khứa màu xanh lá ha. Bắn trúng mấy khứa thằng bài thôi các bạn ơi. Rồi, còn khứa thằng bài nào nữa không? Ở đây hình như con thằng này các bạn ơi. Chạy nè. Ui các bạn thấy không? Ui Bethany này. Ui, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Chạy đâu bạn, bạn chạy đâu bạn. Bạn có vũ khí mà bạn không chịu tấn công, bạn chạy. Mấy khứa thằng bài này có thằng thì khá là hổ báo có trò nha các bạn. Có nhiều thằng cùi miếng lắm các bạn ơi. Thấy người ta cầm súng như nè, lạc đặt bỏ chạy liền à. Này thiện khứa thằng bài nè. Ở đây hình như còn thêm mấy khứa thằng bài nữa các bạn. Rồi chạy làm sao được với mình. Wow, được đó các bạn ơi, được đó các bạn ơi. Hình như chỗ kia mình thấy có thêm khứa thằng bài nữa các bạn. À, sợ mình nhận diện lạc đạc bỏ đồ ra các bạn. Các bạn nhìn nè, mặc đồ bình thường nha. Nhưng mà mình biết đây chính là khứa thằng bài đó các bạn.
này nhá. Vì ngoài mấy anh khứa thằng bài ra là không có ai vào đây được nha các bạn. Chỉ có riêng mấy anh khứa thằng bài mới vào đây được thôi. Bây giờ mình sẽ chạy kiểm tra thêm một vòng nữa ha. Thấy mình ám sát sợ quá là đặt bỏ đồ các bạn. Bỏ đồ mấy anh khứa thằng bài, mặc đồ bình thường. Rồi có vẻ như là ổn rồi các bạn ơi. Để mình leo lên đây mình kiểm tra nữa nha. Rồi, ổn rồi các bạn, ổn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây ha. Hình như chỗ kia mình thấy có ai đang ngồi thì phải. À không phải các bạn ơi, lại là bạn gái của mấy anh khứa màu xanh lá ha. Được rồi, xong nhiệm vụ rồi các bạn, hoàn thành rồi. Mission complete. Khá lỗn luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thiết bị bay này mình rời khỏi đây nha. Nhận tiền thôi các bạn ơi, nhận tiền thôi các bạn ơi. 9 triệu đô lượng mà. Nhiệm vụ ngày hôm nay thì phải nói khá lỗn hả các bạn. Mình đã tiêu diệt hết toàn bộ băng đảng của mấy anh khứa thằng bài rồi ha. Bây giờ mình đi về nhà và nhận tiền thôi. 9 triệu đô lượng đó các bạn. Nào nào, anh em đi theo mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thằng khứa mặc dụ nha. Này thì dám ám sát băng đảng của tụi mình nè. Lên xe thôi anh em. Các bạn thấy chiếc xe của mình á, ngầu ghê không? Mui trần nhưng mà là nửa nha các bạn. Nửa trước á, thì là mui bình thường, còn nửa sau thì mui trần. Rồi, lên xe thôi mọi người. Đi tìm thằng khứa mặc dụ thôi. Mình nghe nói là khứa mặc dụ làm việc cho một cái trụ sở ngân hàng gần ở đây nha các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đến ngân hàng đó để mình tìm khứa mặc dụ nha. Mọi người cho mình xin đường nè. Mọi người ai mà cản đường mình thì tới công chuyện luôn. À, trụ sở cảnh sát hả? Này thì trụ sở cảnh sát nè. Phá hủy luôn trụ sở cảnh sát nha. Rồi mọi người, mọi người ra khỏi chỗ này đi mọi người ơi. Mọi người ra khỏi chỗ này nhanh lên đi mọi người. Mọi người ra khỏi chỗ này nhanh lên đi mà. Được rồi, đặt bom phá hủy trụ sở cảnh sát nè. Này thì cảnh sát với mình hả? Dám thuê tên sát thủ thời vụ đến đó để ám sát tụi mình hả? Tới công chuyện với tụi mình luôn. Tới công chuyện với tụi mình luôn nha. Kích nổ, kích nổ, kích nổ nè, kích nổ nè, kích nổ nè. Ơ cái gì vậy? Chạy bị vướng gầm các bạn ơi. Chạy con xe xịn sò cho cố vào. Leo lên cái lề cũng không nổi nữa. Chạy sao mà vướng bánh trước bánh sau. Chán thật sự luôn á. Mấy khứa thằng bài này. Rồi mọi người cho mình xin đường nha mọi người. À đây là các bạn ơi. Ngân hàng đây rồi, ngân hàng đây rồi. Mọi người nói cho mình biết là thằng khứa sát thủ thời vụ đang ở đâu. Mình sẽ thưởng tiền cho mọi người. Ui các bạn ơi, con xe này á nó mạnh thật các bạn. Nhưng mà nó rít ghê quá. Rồi ở đây phải không ta? À không phải đâu các bạn ơi. Ngân hàng này thì khá là nhỏ luôn. Hình như là ngân hàng phía dưới đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào đó để mình hỏi mọi người ha. Hỏi xem mọi người thằng khứa thời vụ. Ở lộn, thằng khứa sát thủ thời vụ là khứa nào? Đây rồi các bạn ơi. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Đi vào đây hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi. Hello, xin chào mọi người nha. Ơ các bạn ơi, hình như là mình lên một sao, cho nên là mình đi vào đó không được ha. Ơ cái gì vậy? Mọi người bỏ đi hết rồi các bạn. Chán thật sự luôn á nha. Rồi, hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Mọi người có thể nào nói cho mình biết là khứa sát thủ thời vụ hiện tại bây giờ đang ở đâu không? Hả? Mình phải bắn camera trước nha các bạn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn làm nhiệm vụ đâu. Ơ các bạn nhìn kìa. Mình đi vào đây chủ yếu là mình muốn hỏi thông tin của thằng khứa sát thủ thời vụ, chứ mình đâu có muốn thực hiện phi vụ đâu. Các bạn nhìn nè, cái này á là bắt mình thực hiện phi vụ nha. Nhưng mà thôi. Mình sẽ không làm mọi người buồn đâu. Nếu như mọi người muốn mình làm phi vụ thì mình làm phi vụ thôi. Rồi anh trai ơi, cho em xin thông tin chi tiết về thằng khứa sát thủ thời vụ đi anh trai. Đúng rồi, đúng rồi. Hy vọng là ở trong đó sẽ có một cái thông tin mặt nha các bạn. Anh trai ơi, mở cửa cho em đi anh trai. Có được thông tin mặt thì khứa sát thủ thời vụ tới công chuyện với mình luôn các bạn. Nhưng mà thông thường nhiệm vụ đó đó là mình phải khoan vào một cái tủ nha. Như vậy thì mình mới có được thông tin mặt ha. Còn không khoan là không có đâu các bạn. Rồi, em cảm ơn anh trai nhiều. Anh trai mở cửa giúp em đi. Anh trai mở cửa giúp em đi. Ổn đó các bạn ơi, ổn rồi đó. Rồi. À, tới công chuyện thằng khứa sát thủ thời vụ luôn. Được rồi các bạn, mình đã có được thông tin mặt rồi nha. Vậy mà mình tưởng đâu mọi người bắt mình làm nhiệm vụ chứ. Không phải các bạn, và đây chính là thông tin mặt của thằng khứa sát thủ thời vụ ha. Ổn đó các bạn ơi. Ở tập sau thì khứa áo xanh nè, khứa áo xanh lá nè, khứa áo đỏ nè, khứa thằng bài nè sẽ cùng nhau đi tìm và tấn công thằng khứa sát thủ thời vụ nha. Có được thông tin mặt rồi các bạn ơi.
có luôn cả số điện thoại nè, địa chỉ nè, tài khoản ngân hàng nè, định danh cá nhân nè, đủ thứ luôn các bạn. Giống y chang là thật luôn á, muốn cái gì có cái nấy. Rồi, lấy ra thông tin mặt thôi. Đó các bạn, mình đã có được thông tin mặt rồi các bạn ơi. Thằng khứa sát thủ thai vụ này ở tập sau là tới công chuyện với tụi mình luôn ha. Được rồi anh em, mình chỉ cần như vậy thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với những người anh em của mình rời khỏi đây nha. Rồi anh em ơi, đừng có ở trong kia mà, cảnh sát đến đây là tới công chuyện liền luôn đó. Ơ đâu rồi? Thêm hai khứa thằng bà đó các bạn ơi. Ô what the hell? Cái gì vậy? À bị kẹt đây chứ. Rồi, ra ngoài đây xử lý cảnh sát phụ mình nè. Rồi thêm khứa thằng bà nữa các bạn. Mấy thằng khứa này kẹt tùm lum tùm la. Đúng rồi, hay quá mọi người ơi, hay quá mọi người ơi. Chúng ta đã có được thông tin đầy đủ của thằng khứa sát thủ thời vụ rồi nha. Cho nên cảnh sát đối với mình bây giờ là không thành vấn đề nha các bạn. Mình cũng không muốn chạy trốn cảnh sát cho mắc sao đâu. Tụi mình bá đạo lắm các bạn ơi. Tụi mình không có sợ ai đâu nha. Rồi, rời khỏi đây và chuẩn bị đi tìm thằng khứa sát thủ thời vụ thôi các bạn. Để mình fix lại xe đã nha. Rồi, lấy luôn. Wow, cũng may con xe này á, mình chưa có độ nha các bạn. Mà nó chạy phải nói khá là khủng khiếp ha. Con xe này mà độ nữa mình chạy chắc tốc độ bàn thờ quá các bạn. Tốc độ của nó phải nói cực kỳ khủng khiếp luôn nha. Wow. Còn hơn có mấy chiếc xe độ kỹ nữa các bạn. Được đó. Rồi, mình đã có được thông tin cá nhân của thằng khứa sát thủ thời vụ rồi ha. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là mình sẽ tập hợp khứa áo xanh nè, khứa màu xanh lá và khứa áo đỏ đi tìm và tấn công tên sát thủ thời vụ nha các bạn. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tạm ngưng video của mình ở đây thôi ha. Cái gì vậy mấy anh trai? Ôi các bạn nhìn nè. Ủi mình ngu dốc vậy á là mình chạy không được luôn đó các bạn. Tạm biệt mấy tên cảnh sát nha, tụi em đi đây. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình tại đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã bắt tay theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.